ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên mang dao phóng lợn hỗn chiến. Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc hơn 20 học sinh và thanh thiếu niên đã bỏ học mang theo hung khí phóng lợn hỗn chiến trên địa bàn. Ngày 16 tháng 2, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc hơn 20 học sinh và thanh thiếu niên đã bỏ học mang theo hung khí phóng lợn hỗn chiến trên địa bàn quận mới đây. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 2, đội cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phối hợp với phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội tuần tra kiểm soát phát hiện trên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông có hơn 30 thanh thiếu niên đèo nhau trên 20 xe máy các loại không đeo biển kiểm soát, bật xi nhan phía bên trái. Các đối tượng trong đoàn đều đeo khẩu trang, mang theo hung khí như tuyếp sắt hàn dao phóng, phóng lợn, tuyếp sắt vót nhọn, đao, vỏ chai thủy tinh phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, bấm còi gây mất an ninh trật tự. Theo cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, một số đối tượng dưới 16 tuổi hiện đang là học sinh lớp 10 các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Công an quận Hà Đông đã bàn giao cho gia đình và thông báo đến nhà trường để có biện pháp quản lý, giáo dục, đồng thời tiếp tục phối hợp với phòng cảnh sát hình sự đấu tranh mở rộng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quá trình xác minh, Công an quận Hà Đông làm rõ đối tượng chính có liên quan trong vụ việc là NHDA, 16 tuổi, có một tiền án về tội cướp tài sản. Ngày 9 tháng 2, DA nhắn tin trên mạng xã hội chửi nhau với một đối tượng không quen biết có tên Facebook là Gia Long và hẹn tối ngày 12 tháng 2 sẽ gặp để đánh nhau tại khu vực Thiên Đường Bảo Sơn. Sau đó DA nhắn tin lên nhóm Facebook rủ hơn 20 bạn học hẹn tập trung tại bãi đất Mậu Lương, phường Kiến Hưng, Hà Đông để đi đánh nhau. Tối ngày 12 tháng 2, cả nhóm mang theo hung khí đi xe máy và dao ước cùng bật xi nhan bên trái để tránh nhầm lẫn với nhóm khác. Ngay sau khi chặn giữ và khai thác nóng các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng triển khai lực lượng rà soát, xác minh tại khu vực Thiên Đường Bảo Sơn, xác định không có nhóm đối tượng nào có biểu hiện đánh nhau tại đây. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ vật chứng gồm 4 tuyếp sắt hàn dao phóng dài 2,5 mét và nhiều xe máy, nhằm kịp thời quản lý, giáo dục nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Công an quận Hà Đông cũng đã có văn bản tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận tập trung chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội phối hợp phòng giáo dục và đào tạo tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp Ủy ban Nhân dân các phường lên danh sách số thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, lang thang, cơ nhỡ nhất là những thanh thiếu niên có tiền án, tiền sự, có biểu hiện vi phạm pháp luật.